cống đều hết chứ, còn người này kia sao được. Thôi, thì thôi bây giờ ba người cũng được, mình chơi ba người. Khánh vô. À, rồi, Khánh vô. Khánh vô. À, nói đó, anh là bốn người mà. Tôi chờ game sao cho. Rồi, nếu muốn cộng thì cộng. Ờ, cái chuyện đi vô, đi vô. Rồi, không cộng. Nếu mà như vậy là không cộng nha. Bây giờ không cộng. Đây. Đây. Bây giờ sẽ không cộng nha, không cộng. Không cộng, một người bị bịt mắt và lên đây lấy cái banh. Người kia chỉ có được hướng dẫn là qua trái, qua phải mấy bước hay là đi thẳng, đi quẹo gì đó. Ok, bữa này cũng vậy, mình không cộng, mình không được lại gần cái người xin của mình. Mình chỉ được nói qua trái, qua phải mấy bước gì đó. Và khi hai bên đi lên đó, mà mình lấy được cái banh rồi đó là không được đá, chỉ có được dẫn như vậy thôi. Về cái phía bên kia của đội thủ để dẫn qua cái lai là thắng. Hiểu. Dẫn lai bên này, bên này dẫn lai bên kia. Đây nhớ khoe, bên này khoe. Lo mấy cái banh này thì được. Lo cái banh mình sao chiếc. Nhưng mà chị phải chỉ ảnh đi, anh không thấy đường. Chị mới nói là qua trái mấy bước, qua phải mấy bước, đi lên mấy bước. Rồi, ừ. Đi lùi về. Đi về. Đi về. Thắng lên gì làm gì?
Anh không biết bên phải hay bên trái. Em nói bên phải mà anh không nói. Bên phải, bên phải là thằng của Tài My á. Phải, anh đúng rồi đó, nó bị nó đánh rồi. Vô đi. Rồi đổi người, người thứ hai. Để tôi cho anh. Sau cái game này là tôi xin tự giới thiệu là anh Dũng ở Soul City, anh sẽ có một trò ảo thuật rất là thú vị để cho quý vị coi, cho nên quý vị không đừng có bỏ tiền ha. Chị này chị biết cái này. Chị biết vậy đừng có nói nghe chưa. Nếu mà chị đã biết rồi thì biết. Nếu mà quý vị nào mà biết trò ảo thuật này đã coi rồi thì xin đừng có nói gì. Chị mới mặc nha, mới mặc nha. Bán màu cam thành bán màu đen. Rồi chưa? Ready chưa? Rồi. Chạy ra đứng sát nha, đi sát ra. Go! 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 Bây giờ mình sẽ coi ảo thuật nha.